Chào bác Cảnh, chào cả nhà nhé. Hôm nay chia sẻ cái hoa giấy nguyên bản hai màu nhé, không phải hoa giấy ghép đâu các bạn nhé. Trước cửa nhà các bạn có cái hoa giấy này thì quá tuyệt vời, đẹp quá, trồng vừa đẹp vừa mát. Đây cái hoa giấy màu sắc pháo màu trắng này rất là ưa chuộng. Đẹp quá bác ạ. Cháu quay tí cho nó đẹp. Vâng. Hoa giấy thì nó cũng nhanh lớn. Đây lần xưa là ghép anh ạ. À ghép ạ. Vâng. Đây nó có nguồn gốc cơ mà. Vâng. Cháu tưởng có dây nguyên bản của nó. Đây cái hoa trắng này là nhắc vào đây. À cái cành trắng đấy hả? À rồi rồi ok vâng. À chứ là hoa giấy ghép đây cái cành này. Đây là cái đấy, trắng đây, cái vâng. Trắng là bé đây. Vâng. Vâng cũng hay nhỉ. Vâng. À thế là cụ ghép mình tưởng nguyên bản nó to này. Đấy các bạn ghép nó cũng đẹp thế này, ghép lâu đấy. Đấy. Đấy các bạn mua. Cái giấy nó mua chỉ có vài trăm nhưng giờ thành cây rất là đẹp. Được cái hoa của nó dài nhỉ anh nhỉ. Vâng, hoa này đẹp quá. Bền, hoa giấy nó bền. Vâng. Hoa giấy này là kiểu đời cũ đấy. Vâng. Đời mới. Cái này đỏ sắc pháo và này, hồng sắc pháo. Hơn chục năm rồi đấy anh ạ. Dạ vâng. Nó còn bé bé. Trồng nó đất thì nó nhanh mà đất ẩm nó nhanh ạ. Vâng. Từ trước ấy là trong cái củ thi. Vâng. Đây, gốc của nó đây. Vâng, cây này giờ người ta lại không chơi nữa. Đấy, cây cải vàng. Thời gian đắt lắm đấy. Đây ghép các bạn này, hồi xưa ghép. Trông như một gốc luôn nhỉ. Có đúng ghép không bà? Ai ghép ạ? Cháu tưởng trông nó một gốc ấy này. Đúng là đây nó một gốc thật, đây nó một gốc nhưng mà không biết người ta ghép từ lúc nào. Ai ghép? Thợ ghép à? Vâng. Đây nó đúng một gốc. Chẳng nhẽ ghép hai gốc nó cũng bằng nhau à? Bé bằng nhau à? Chắc là vậy. À ghép từ nhỏ giờ nó chung là một. Vâng, bây giờ nó chung là một thì có và... gốc thì nó khỏe hơn, nó to hơn, một nhánh lại to hơn. Có lúc nào bán thì gọi cháu nhé. Vâng. Nhà hàng xóm cạnh nhà, treo cụ ơi cụ bảo. Không bán nhưng đẹp quá, chia sẻ cho anh em thiết kế nhà. Vâng, là để đây, nó đây. Vâng, cho nó mát, nó đẹp mà. Cháu nói vui thế thôi nhỉ. Vâng. Cây như thế này mình để nó. Dưới, nuôi bao nhiêu năm mới được như vậy. Vâng. Nhanh lớn đâu. Nó cái cây hoa run. Hoa run nó thơm ạ. Vâng, thơm lắm. Bẹ đẹp. Và đến mùa nó ra làm sai lắm. Nên anh yêu cây quý nhỉ. Vâng, cháu nó mất nó hai cây mẫu đơn nên mới nhiều tiền ấy. Cây hoa mẫu đơn đó. Vâng. Thế á? Cây to như giả 8 triệu chắc chưa bán ấy. 10 triệu. Vâng, cây to đấy ạ. Già vâng. Cháu nó đã bán cây hoa giấy to rồi đấy. Cái cây bán cho trên Vạn Ninh. Vâng. Cây to lắm nhưng cháu không có chỗ để. Cháu mà có đây thì có không gian rộng như này. Thì cháu nhà mặt phố mà kia ở không thích bạn. Vâng. Thường rộng rãi này mới sướng. Nhà tôi đây lại không có mặt đường đấy. Ôi giời ơi, thôi thế thôi, các tuổi ở mặt đường chỉ để kinh doanh tí thôi. Tổng thể nha các bạn, nên là mua những cây hoa giấy về trồng nha. Rất là thơm mộng, rất mát, đẹp, dễ trồng, dễ chăm. Cái dàn hoa run thì nó cũng vượt mạnh ghê nhỉ. Đấy, các bạn này. Là sao hoa giấy giờ rất là ưa chuộng. Cái giấy to đẹp giờ rất là nhiều tiền. Đây, cái giấy này nó cũng bé thôi nhưng mà
Đây, hoa giun này trồng mấy năm mà nó nhìn vượt kinh nhỉ? 2-3 năm sao được như này bà? Cây này cháu nghĩ phải đến 5 năm rồi, nó vượt lên cả đến tầng 3 rồi đấy kìa. Vâng, trồng đất nó tốt nữa. Trồng tiền đúng hoa. Vâng, hoa nó thơm, hoa giun giờ đang ưa chuộng ấy. Bà trồng đúng hai cây loại hoa ưa chuộng. Vâng, đúng như nhà cháu đằng trước, đằng 2, đằng 3 cháu đều phải trồng cây, nhưng mà trồng hoa hồng luôn thua. Hoa hồng vất vả lắm. Vâng. Giờ lại trồng lại cái mít ạ. Vâng, nó cứ chết. Xong dòng phân xấu thì nó cứ kiểu nó như là ở dưới này nó rẽ qua anh ạ. Vâng. Nó đậm nước ấy. Thế là nó cũng ngấm vào mít. Giờ trồng cái mít Thái chứ. Dòng cái mít ta đấy. Mít ta này. Vâng. Xong làm cái to về mà trồng kia đây. Trồng để bóng mát luôn. Cái sản. Hai cây trước bằng nhau nhưng mà bây giờ cây kia nó được rộng lên rồi. Vâng. Cây này giờ người ta ít chơi. Vâng. Chia sẻ hai cây hoa giấy và cây hoa giun nhá, cho cả nhà nhá. Đặc biệt mình thích cây hoa giấy này. Chân tàng. Ôi, xin chào.